Chào cả nhà, tiếp tục lên sóng cho em một em Hitachi nữa cho anh em nhé. Thì lúc này có một đôi đã anh em nào chốt rồi, mình liên tiếp một em nữa cho các bác nào có nhu cầu thích dòng mi này em nhé. Cái này thì đẹp hơn các em trước, là cái chất mặt thì chưa bị ngả màu anh em nhé. Đấy, và các hệ thống phím bấm đặc thù dòng phím Hitachi này, dòng phím lỗi dòng cây khuôn mặt trượt đây. Đấy, anh em nhé, rất lỗi hệ thống hẹn giờ này anh em nhé. Cái chất liệu này còn tối đẹp, mà đẹp hơn so với hàng trước, chỉ có một điểm trừ nó bị mẻ đấy thôi. Các anh em thích khéo tay về anh em cắt nhựa em hàn vào cho mình, hoặc em cắt bằng hẳn đi đều được nhé. Đấy, không sao cả, ok, chất liệu rất đồng đều mọi người nhé. Con này có kiếc là nguyên bản, chưa phải căn chỉnh hay là cốt thép gì cả anh em nhìn, quá ok luôn mọi người nhé. Dòng lực này là size cao 85. Đây, bầu anh em đặc thù của bầu thì bao giờ cũng kín mít thế này anh em nhìn. Đấy, chỗ tra dầu đây anh em nhé. Đấy, và trên phía trục trước đều có chỗ tra dầu nữa. Và thì cái dưỡng cắn nó che lại, các bạn không nhìn thấy, nhưng các bạn sẽ thấy nhé, đặc thù của thằng Hy là như thế. Con này thì cánh trước là màu xanh da trời và hàng nguyên bản chưa lúc vỡ. Đấy, lồng trước lồng sau bên mình đã sơn xịt đũ cho nó đẹp anh em nhé. Quạt đã đổi nguồn 220V rồi, giá 1.400.000, phí ship tầm 100.000 tận nơi anh em nhé. Đấy, con này bầu cũng tương đối đẹp, bầu thì lại hàng kiểm nhé, cái bầu đẹp này. Đấy, đây cái bản thôi, còn bầu rất là sạch sẽ đẹp luôn, chưa bị oxy hóa hay là sứt mẻ gì mọi người này. Ok, anh em cần sản phẩm alo cho mình 0979 665 264.